Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào Các bạn sẽ nghe tiếp quyển thứ ba miễn truyện chương thứ 41 mang tên Tiệc Diệu Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Chỗ dựa của quân tùy Chính là khối kim bài dương lâm này Vậy mà giờ lại nghe Tin kháo sơn vương tử trận Truyền khắp non cao Vì quan kỳ bài Quy nhân nghĩa trinh rào kim Thì cưỡi ngựa Ôm theo một cái đầu người đầm đìa máu Vừa hoảng loạn chạy khắp đại doanh quân tùy Vừa không ngừng gào khóc Cha ta dương lâm đã chết Đều ra xem đi này Kháo sơn vương chết rồi cái thủ cấp kia bị trình rào kim ôm trong ngực Dính bề bết máu tươi Nên cùng không thấy rõ là ai chết Có điều đều đa do vị quan kỳ bài này nói ra Vậy hẳn là không sai được Lúc này Quân qua cường một lần nữa tiến công Có không ít quân tùy Đã ném binh khí đầu hàng Lại càng nhiều quân tùy Đã bắt đầu vớt trận Thì nhau bỏ chạy tư tán Thế quân tùy đã không còn sức phản kích Quân Hoa Cường thừa cơ ồ ạt tấn công phủ đầu Cuối cùng vẫn phải dựa vào Dương Lâm Thi triển thuật pháp Dẫn thiên lôi địa hỏa Giết ra một đường máu Đại quân mới không đến nỗi Hoàn toàn bị diệt Sau khi Dương Lâm đại bại trở về Khai hoàng Dương Kiên Cũng không khiển trách Còn phái thái tử Dương Quảng Đi an ủi ông ta Có điều lão Dương Lâm Lại cảm thấy thất bại lần này Vô cùng nhục nhã Lập tức tâu lên khai hoàng Xin ý chỉ tiêu diệt núi Ngoa Cương lần thứ hai Đám thủ lĩnh khác thì coi như thôi Chỉ là cái tên quy nhân nghĩa kia Quá đáng giận Nếu không có người này nằm vùng ngay bên cạnh Thì chuyện tiêu diệt một ngọn núi Ngoa Cương nhỏ bé Đối với Dương Lâm mà nói Thì chỉ dễ dàng như lấy đồ trong túi Lúc này thám tử quân tùy Cùng đưa đến tin tức Cái tên tự xưng là quy nhân nghĩa kia Thế mà lại chính là đại thủ lĩnh cầm đầu núi Ngoã Cương Hôn thế mà vương trình rào kim Nhờ được tin tức này Dừng lầm tức đến độ Thiếu chút nữa Hồng máu tươi ngay tại chỗ Lập tức ban bố lệnh điều binh Để khắp các quận huyện Đám quan binh mà mấy người ngô miễn gặp được Chỉ là quân sĩ nhận lệnh điều động Của Kháo Sơn Vương Đến nơi tập kết Nghe vị hiệu ý nọ kể xong Bách vô cầu bật cười to Vô tay nói <laughs> ông già Cái này gọi là Không phải người một nhà Thì không vào cùng một cửa đây nhỉ Nhìn đi Người anh em này của ông đây Chỉ là thằng con nuôi cha nhặt giữa đường Mà sao trông cứ như là Con ruột của cha thế nhỉ Người anh em của người Qua mức tâm cơ Ông già ta không sinh nổi đâu Quy bất quy cười ha ha một tiếng Lại lấy từ trong xe ra thêm mấy khối vàng móng ngựa ném cho tên hiệu ý kia tiếp tục nói với hắn số vàng này ông già ta lười bẻ vụn người cầm lấy mang về chia cho mấy anh em mấy tên bị xét đánh cô không có gì đáng ngại qua một lúc nữa là bọn họ tự tỉnh lại thôi không chỉ hoãn các người chia tiền nữa nói cho hết lời quý bất quy đã trở lại xe ngựa hiệu ý vội vàng sai người cả mấy tên lính tốt bị xét đánh nằm ngay đơ xung quanh xe ngựa ra Đường đường cho hai cốt xe ngựa đi qua Có điều sau khi xe ngựa đi được khoảng chừng 100 trường Đám quan binh phía sau bông náo loạn hết cả lên Bách vô cầu quay đầu nhìn lại Chỉ thấy bọn họ đã quay ra đánh nhau loạn sang ngâu Không cần đoán cũng biết là Bởi vì chia chác không đều dẫn đến tranh chấp Nhìn dáng vẻ bọn họ đỏ mắt liều mạng cấu xé nhau không biết đến khi ra chiến trường đánh nhau Liệu có phải cũng là cái dạng này không nữa Sao lại thành ra như vậy rồi Vừa rồi thì muốn giết người cướp của Bây giờ đương không được cả đống vàng Rồi là đến mấy người cùng phe cũng đánh nhau luôn đã Bạch vô cầu nghẹn cổ Nhìn ra phía sau Vừa nhìn vừa tiếp tục nói Còn cần mặt mũi nữa không Ông già Cha cố ý làm vậy đúng không Lời này nói thế nào anh nhỉ Mấy quả đào giết mấy dũng sĩ Phải không nhỉ Câu chính xác là Nhị đào sát tam sĩ Hai quả đào giết ba dũng sĩ Thành ngữ Trung Quốc Bắt nguồn từ điển tích Thời Xuân Thu Công tôn tiếp Điền khai cương Và cổ giã tử Là bề tôi của vua Tề Cảnh Công Cậy mình anh dũng có công Nên ngang ngược kiêu ngạo Tề tướng án anh Muốn trừ ba người này liệt tâu với cảnh công Ban hai quả đảo Cho ba người luận công lấy đào Cuối cùng ba người đều bỏ đảo tự sát Về sau Dùng câu nhị đào sát tam sĩ So sánh với việc dùng biêu giết người Hiếm thấy người còn biết quả đào với dũng sĩ Nghe người ta kể chuyện chứ gì Quý bất quý cười kha kha Lước nhìn sang ngô miễn Vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra Lại tiếp tục nói nếu không phải vừa rồi Bọn trung động sát tâm muốn giết người Ông già ta cũng không muốn bày ra trò đó Có điều như vậy cũng tốt Yên đã thì hành tung của chúng ta Sẽ không bị đám quan binh đó Báo lên cấp trên Trinh rào kim <laughs> Thằng bé này quả thực Có vài phần khí khái của ông già ta đấy Cường bị ngồi trên cốt xe ngựa còn lại Cũng thò đầu ra Nhìn mấy người ngô miễn Ở xe bên kia Khẽ mỉm cười lên tiếng góp chuyện Quy tiên sinh Mời đúng là giao du rộng rãi Trước đó đang nghe nói Các vị có ngàn ngàn vạn vạn Dây dưa cút mắt với hẳn Với mấy đời quân vương Có thời gian suy nghĩ lung tung Chỉ bằng người Nghĩ kỹ lại xem Đêm qua rốt cuộc Là ai muốn lấy mạng mình thì hơn đấy Không đợi quy bất quy nói chuyện Ngồi bên tóc bạc đã dùng một câu Đem hết mấy lời cương minh định nói phía sau Đẩy ngược trở về Nam nhân tóc bạc cười lạnh một tiếng Rồi lại nói tiếp như đang lầm bầm một mình Đã thoát trên trong chân tơ kép tóc Lại vẫn còn tâm tư quan tâm người khác kết bạn với ai Lòng già cương minh gây Cùng rộng rãi quá đây nhỉ Cương minh cười gần một tiếng Rồi rụt đầu ngồi trở lại trong xe Không tiếp tục góp chuyện nữa Quý bất quý thế thế thì bật cười ha hả Cô không để ý đến vị thái tử này nữa Mà quay sang tám chuyện Với thằng con trai nhặt nhà mình Về vị đại đức thiên tử Hôn thế ma vương kia Đi tiếp về phía trước Thêm bảy tám dặm đường Trước mắt mọi người hiện ra Một dãy tường thành cao sừng sững Rốt cuộc đã đến được Đại huyện Thành Long Xuyên Theo như lời quy bất quý Có điều chi nhớ của ông già vẫn có chút sai lệch Chặng đường dự kiến chỉ khoảng 2-30 dặm Kết quả phải đi mất năm mươi dặm đường Trong phạm vi trăm dặm quanh đây Huyện thành Long Xuyên là toàn thành lớn Chỉ kém các quận thành cấp cao hơn Dân chúng cư trú hoặc lui tới trong thành Phải đến mấy vạn người Xe ngựa vào đến trong thành Quỷ bất quỷ chọn một quán trọ lớn nhất trong thành nghỉ lại Ông già trước nay tiêu tiền chưa bao giờ sót ruột vùng tay bao hết một dãy xương phòng ở hậu viện lại nói với trường quầy không cho phép người không phận sự lai vãng đến đây sau khi về đến phòng nhóc nhậm tam là đứa đầu tiên không nhịn được nó với quy bất quy là bất tử người nói xem rốt cuộc cương minh Đã có ý đồ gì vậy bị đuổi giết bị lén lút hạ độc mà vẫn còn chậm rãi khoan thai dạo chơi cơ đấy lòng dạ hắn rộng rãi như vậy thật sao đều đã như vậy rồi mà vẫn còn lo du sơn ngoạn thủy thế thì nhân sâm gây xem thường hắn quá rồi cương minh nào phải đang du sơn ngoạn thủy rõ ràng là đang mượn tay chúng ta dẫn dụ kẻ đứng sau màn hạ độc thủ ra Quỳ bất quy cười hì hì lướt nhìn thằng con trai nhặt nhà mình một cái sau đó tiếp tục nói với nhóc nhân sâm hiện giờ tuy rằng nói là biết ai làm nếu cương minh không có nhân chứng vật chứng gì cả có thể yêu vương tám phần là sẽ làm thịt hai đứa con trai kia trút giận cho cương minh có điều nếu không đưa ra được chứng cứ gì thì địa vị của hắn trong lòng yêu vương vẫn sẽ giảm sút đi nếu ông già ta đoán không sai thì lúc này kẻ đứng phía sau nhất định cũng đang nóng ruột nói gì cũng không thể để cương minh sống sót trở về yêu sơn nó không chừng hai thái tử kia đã chuẩn bị đích thân ra tay rồi đấy Trong khi quy bất quy nói chuyện Ngồi biến cố ý vô tình Quét mắt nhìn về phía ông già Có vẻ như nam nhân tóc bạc Đang muốn nói gì đó Nhưng lời ra đến cửa miệng Lại vân nuốt trở vào Ông già Ông đây nhìn ra rồi nha Số mệnh của mấy người chúng ta Chính là làm đau thương cho người khác sử dụng e. Lúc này Bách vô cầu chen vào một câu Thế mọi người đều không có dị nghị Tên thô lỗ tiếp tục nói Quảng nhân Hỏa sơn như vậy Từ phúc như vậy Bây giờ để cả một tên cương minh tạp vụ Cùng dám chiếm lợi từ chỗ chúng ta như vậy luôn Tốt <tôi> nhất là sau này à, Có thể không ra ngoài Thì đừng ra ngoài nữa Cứ ở yên trong động phủ mà sống thôi Trong khi bách vô cầu Đang mãi cầu nhau Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Sau đó trong không khí Chuyển tới giọng nói của Bách Cương Thái tử Cương Minh biết ơn các vị Ngày nay có ơn cứu mạng Muốn bày tiệc trong thành chiêu đái mọi người Bách vô cầu Người hỏi giúp ta xem Bọn họ có bận việc gì không Không có việc gì thì đi dự tiệc Có lời gì Người vào mà nói đi chờ Đều không phải người ngoài Cha ruột ông đây Còn không phải cha ruột ngưng. Bạch vô cầu vừa nói vừa đi ra mở cửa phòng Lại thấy bên ngoài không một bóng người Tên thô lô biết có thể là Lời nói của mình đã khiến Bạch Cương không thoải mái Lập tức hô lên với không khí Bạch Cương Trở về đó với thái tử nhà các ngươi Mấy người chúng ta cho hắn chút mặt mũi Các người mời cái gì Chúng ta đều ăn hết á Tự mình làm chủ thay cho ngô miễn Quý bất quý và nhóc nhở tam Bách vô cầu cũng biết Mình làm vậy có chút không ổn Liền nhăn nhở cười một tiếng nói <laughs> à, Chứa một đống chỗ hời Trên đầu chúng ta như vậy Ăn của cương minh một chầu Cũng là chuyện hẳn nhiên mà nhả Nó làm mở tiệc chiêu đãi Mấy người bọn họ Nhưng phải đến khi trời tối hẳn Phô xa lên đèn sáng trưng Thì cương minh mới cùng bách cương Đến gõ cửa phòng Lúc bách vô cầu ra mở cửa Thì cường mình đã thành một bộ trường bào màu vàng nhạt Bộ quần áo này cũng không phải do quả sự Của hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị cho hắn Xem ra chỉ hoãn đến lúc này Mới tới đón người dự tiệc Là do mất thời gian chế tác bộ quần áo này Sau khi khách khí mấy câu Cường Minh mỉm cười nói với hai người hai yêu Ta và Bách Cường Dạo trong thành mấy vòng Thành Long Xuyên nhỏ bé thế này mà cũng có một tiểu lầu Vừa vặn bởi các vị cùng lên lầu cao uống rượu Cũng là một thú vui hiếm có Hết trường 41 Trường 42 Bên trên tiểu lầu Có thể ăn bữa cơm này Hoàn toàn là để tình hai anh em Bách Vô Cầu và Bách Cương Vậy là theo sự dẫn dắt của Cương Minh Ngô miễn quy bất quy mang hai con yêu quái đến một tòa tiểu lầu trong thành Long Xuyên Tuy chỉ là một tòa lầu nhỏ hai tầng Nhưng phong mắt nhìn khắp trung thổ Cũng không tìm được mấy quán rượu cất thành tiểu lầu Hỏi thăm mới biết Tiểu lầu này thế mà Cũng là sản nghiệp của hiệu buôn tứ thủy Hai vị chủ nhân thế thiên hạ Đã dần ổn định liền bắt đầu mở rộng kinh doanh Sang mặt hàng tơ lụa vải vóc Và quán rượu hàng ăn Ban ngày cương minh đến đây Đã đặt bao hết tầng lầu phía trên cả tầng 2 chỉ bày một cái bàn. Trước khi ngồi xuống, quy bất quy giáo xung quanh một vòng, cười tùng tìm nói: <laughs> "Tiểu Lầu thế này, chỉ từng thấy thành Trường An và thành Lạc Dương gặp qua. Không ngờ ở huyện thành Long Xuyên, nơi Nam Man hoang vu này, mà cũng có thể thấy. Tiểu Lầu này không tệ, có điều không biết món ăn ở đây chất lượng thế nào." đời này là quán rượu theo phong cách tây vực hiếm hoi ở quận Nam Hải. Lúc chiều ta tới, cũng rất là ngạc nhiên. ở đây có món dùng cá biển đối với thịt dê. Ta nếm thử một chút, quả thực là mỹ vị nhân gian hiếm thấy. Trong khi Thái tử yêu sơn nói chuyện, Bạch Cường đã sai tiểu nhị bắt đầu dọn thức ăn lên. Không lâu sau, từng bắt từng đĩa thức ăn được bưng lên. Quán rượu này. Ở gần biển lại đan xen phong vị Tây vực xa xôi Những món bưng lên đều là cá tươi Đánh bắt tại địa phương Và thịt dê thịt bò nhập từ Tây vực Bài thư nguyên liệu Nhìn rất không liên quan đến nhau Hoặc là chế biến riêng từng loại Hoặc là kết hợp nấu chung Ngộ miễn quý bất quý Và hai con yêu quái lần đầu tiên nếm thử Đều thấy ngon miệng đến mức Nói không nên lời thì hai người hai yêu chưa chờ mình Bởi đầu kính rượu Đã động đúa ăn uống thả phanh Cương mình cũng không thèm để ý Tự mình rót rượu nho đặc sản tây vực Cho mấy người bọn họ Sau đó đứng lên trịnh trọng Nói vinh ngô miễn Đà tạ các vị Đã nhiều lần cứu cương minh Còn vất vả đưa ta trở về yêu sơn Giờ dạ chúng ta à, Không cần khách khí nữa Nước miếng của người văng vào đồ ăn giỏi Bạch vô cầu uống một ly rượu nho Nuốt trôi món cá nấu với thịt dê trong miệng xuống Trường bắt nhìn cương minh tiếp tục nói Người ấy cho là bọn họ Thật sự tình nguyện là cứu ngươi sao Cương minh à À ngươi nói một câu thật lòng đi Có phải ngươi muốn hại chết ông đây Để thuận tiện lên làm yêu vương đời kế tiếp không Nếu đúng là vậy Thì để ông đây bóp chết ngươi trước Cương minh không ngờ tên thô lỗ Lại đột nhiên trở mặt lại thấy hai người ngô miễn quý bất quý Đều làm như không nghe thấy Chỉ có nhóc nhậm tam nhìn hắn cười hì hì nói Thái tử điện hạ Cháu trai nhà chúng ta Thật thà ngay thẳng Người đừng có mặt chấp Đã bừa bỏ câu là được rồi Cứ nói người đang muốn chơi chết hắn từ lâu rồi Nhà sơn bọn ta không tin là Hắn dám bóp chết người à, Nhậm tam huynh đệ cứ đùa Sao ta có thể có ý nghĩ đó được chứ Cường minh thu lại vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt trên mặt mình nghiêm nghị nói với nhóc nhậm tan khi bệ hạ phong ta làm thái tử đã cảnh cáo cương minh không thể có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào ta làm đại thái tử không phải là để kế vị mà là đợi một ngày kia bệ hạ quy thiên sẽ trở thành phụ tá cho tân vương bách vô cầu vương huynh nhiều năm qua ta thời thời khắc khắc không dám quên sau khi bách vô cầu vương huynh kế vị Nếu muốn lấy mạng cương minh Cương minh cũng có thể tự sát trước mặt vương huynh bất cứ lúc nào Tuyệt đối không trần trừ do dự Cương minh nói lời lẽ ngay thẳng Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt Lại không tìm được lý do phản bác Đây là ý tưởng nhóc nhận tam bày ra cho bách vô cầu lúc chập tối Còn ở trong phòng Thế quý bất quý đề phòng cương minh từng giờ từng phút Thằng nhóc đưa ra ý tưởng rất khoan để bách vô cầu Nói huyệt tuẹt hết ra Dù sao ai cũng biết Tên thô lỗ đầu óc chậm chạp Lại thêm phận chữ quân yêu sơn của hắn Nếu thật sự có chuyện gì không chu toàn Thì cương minh cũng ngại chấp nhận Với vị yêu vương kế nhiệm này Chỉ cần trong lòng cương minh Có quỷ Thì ăn sẽ hiểu ra Trong lời nói cử chỉ Khi đó cho dù hắn Có chỉ nói chuyện vấp váp một chút thôi Bách vô cầu cũng có thể lập tức trở mặt Đến lúc đó Tiền thổ lô vùng tay lật bàn Kể cả là cương minh thật sự Không có ý muốn làm hại bách vô cầu y nhật cũng sẽ Tìm một lý do tách ra ai đi đường đấy Người lại không phải Không biết sử dụng yêu pháp chạy về yêu sơn Cần gì phải kéo mấy người bọn họ Cùng xuống nước Có điều phản ứng của cương minh Nằm ngoài dự đoán của hai con yêu quái Nhìn dáng vẻ chính trực nghiêm nghị của đại thái tử Trong lòng bách vô cầu cũng bắt đầu hoài nghi Lẽ nào thật sự nghĩ oan cho hắn Chào lông hai con yêu quái Đang không biết xuống đài kiểu gì Quy bất quy rốt cuộc mở miệng Ông già cười một chút Nói với cương minh <laughs> Điện hạ chưa có chấp nhận Hai đứa trẻ con Chúng đó đòi qua nói sáng thôi ấy mà Từ đêm qua hai đứa nó Đã không ăn được mấy rồi Sáng nay Bách Cường tới truyền lời nói Điện Hạ muốn thưởng cơm Hai đứa chờ từ sáng đến tối Nói đến váng đầu hoa mắt Đợi đến khi chúng nó no bụng rồi Thì không có chuyện như vừa rồi nữa đâu Con trai ngốc Về ăn chén cơm nếp kia đi Vừa ngọt lại có thể ổn định được cái bụng bốc hỏa Ăn no rồi Thì không nói bậy bạ nữa Nghe quy bất quy nói vậy Cơ minh vội vàng giải thích Vậy thì phải trách ta Không bảo Bách Cương nói rõ ràng Vẫn là muốn mời các vị dùng bữa chưa Bật đặc gì đến tiểu lầu này Đặt chỗ xong rồi mới biết ở đây Đến chiều mới mở hàng Cho nên mới chậm chê đến giờ này Trong lúc Cường Minh nói chuyện Có hai tiểu nhị Khiêng nguyên một con dê nướng lên Khác với món dê nướng trước đây Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng ăn qua Trong miệng con dê nướng này Còn ngậm một con cá tươi Đa nướng xốp giòn Mùi thịt quyện với cá tươi Ăn vào càng thấy là Một hương vị rất riêng Tiểu nhị mang thịt dê lên Ông chủ tiểu lầu cũng đi theo sau Đi thần cắt thịt dê Phục vụ các vị khách quý Đã bao chọn tầng 2 Được cương minh ra hiểu Ông chủ đem thịt đầu dê Và con can nướng duy nhất Dọn lên đĩa của quy bất quý Tươi cười nịnh hót Nói với mọi người à, <laughs> à, Theo lễ tiết Tây Vật Thịt đầu dê cùng cá tươi Phải để phần cho người lớn tuổi nhất thưởng thức Tiếp đó là cổ dê Mời con trai trưởng của lão Ông chủ còn chưa nói hết lời Thì dê và cá tươi trong cây đĩa trước mặt quý bất quy Đột nhiên xẹt lên một tia lửa Sau đó cháy bùng lên Dễ lát sau liệt bốc lên khói bụi mù mịt Đám khói đặc này Như có tính toán sẵn Cứ thế sọc thẳng lên mặt ông già Trông thấy dị tượng trên đĩa thiệt dây Quỷ bất quy lập tức có phản ứng Cả người ông già Tính cả cây ghế dưới mông Đồng loạt lùi về phía sau Có điều không ngờ Thư khói đặc trưng kia Lại lan nhanh như vậy Đã đến khi quỷ bất quy phản ứng lại Thì khói đặc đã bao phủ hết phần đầu ông già Quỷ bất quy kêu thảm một tiếng Toàn thân thẳng tắp ngang ngửa ra sau Ngồi bên nhanh chóng sử dụng phép khống phong Thổi bay khói đặc trên đầu ông già chỉ thấy khuôn mặt quy bất quy Vô gì gầy gò khô quắt Bây giờ sưng phồng lên Để cái bánh màn thầu Hai mắt sưng húp Chỉ còn lại một khe hở Từ khoe mắt liên tục Có dịch mù màu vàng chảy ra Gửi giam xuống tay Với cả cha của ông đây cơ hả Bạch vô cầu thấy khuôn mặt quy bất quy Đã sưng đến mức không nhận ra nổi Lập tức quan lớn một tiếng Hàn vốn cho rằng đây Là tác phẩm của ông chủ tiểu lầu Không ngờ vừa rồi khi thịt dê bốc khói một phần khói đặc cũng sọc vào mặt ông chủ cậu lốc bách vô cầu quát lên ông chủ tiểu lầu cũng đồng thời ngã xuống đất khoai khang người ngã xuống khói đặc trên mặt nháy mắt tan đi để lộ phần đầu đã bị ăn mòn chỉ còn một mớ bầy nhầy máu thịt lâu này ông chủ tiểu lầu vẫn chưa chết ông ta không biết trên mặt mình đã xảy ra chuyện gì vừa lăn lộn kêu vừa hô hoán tiểu nhị Đi gọi đại phu đến cứu chữa Chỉ là đám tiểu nhị Đều bị dọa sợ ngây người Không ai dám đi lên động vào ông chủ nhà mình Nhìn bộ dạng thê thảm Của ông chủ tiểu lầu Cường mình không đành lòng nghe tiếp Đưa tay phất nhẹ về phía người đàn ông Đang không ngừng rên la Lệ kẻ thấy rắc một tiếng giòn rã Phần đầu ông chủ Thụt vào giữa hai vai Xương nhọn đâm xuyên qua óc Ông ta co giật hai cái Rồi ngã vật ra đất đứt hơi bỏ mình Các người Ai đó cứu ông già đi Bách vô cầu hét lớn một tiếng Lại nói tiếp Cứu không được thì cũng nói một câu Cùng lắm thì bây giờ ông đây Đi chết với ông già Lúc này ngồi bên nhìn về phía cương minh Cười lạnh một tiếng Đang định nói chuyện thì đột nhiên Nghe đại thái tử yêu sơn kêu lên một tiếng Tiếp đó liền thấy trên ngực hắn Xuất hiện một lỗ máu to Bằng miệng chén Hết chương 42 Chúng ta cùng nghe Chương 43 Công và thủ Vị trí vết thương của cương minh Chỉ cách trái tim kém một phần Từ lỗ thùng trên ngực Có thể nhìn thấy cơ tim đang cò bóp Máu trong người ao ao đổ ra Chỉ chớp mắt thời gian Bộ trường bào màu vàng nhạt cương minh mới thấy Đã bị nhuộm đỏ thẫm Trong khoảng thời gian ngắn Đã phát sinh một loạt biến cố như vậy để cả ngô miễn tâm tư cẩn mật thâu đáo Cũng nhìn không thấu Đúng vào lúc này Bởi mấy, mấy con yêu quái thân bạc ao đen Từ ngoài cửa sổ tầng 2 nhảy vọt vào Xong đến tấn công đám người và yêu Bên trong tiểu lầu Hơn một nửa lực lượng đám yêu quái Nhắm vào cương binh Trọng thương ngã xuống đất Số còn lại chăn giữa ngô miễn và bách cương Phòng ngờ bọn họ ra tay quấy nhiễu Lúc này Cương binh đã mất đi ý thức Bạch Cương là bị đám yêu quái ngăn cản mà thấy tính mạng vị đại thái tử kia Sắp không giữ được Nam nhân tóc bạc đột nhiên cười lạnh một tiếng Bàn tay trong không đột nhiên Hiện ra thành pháp khí tham lang Không phải đau Cũng không phải kiếm Cầm chắc tham lang trong tay Ngồi bên liền dơ lên chém một nhát Về phía lũ yêu quái đang vây lấy cương minh Cùng lúc nam nhân tóc bạc Làm ra động tác này Lũ yêu quái trước mặt thái tử nhai mắt Bị chém làm đôi Đạp yêu quái còn lại Thế mà mặc kệ sống chết của mình Trừ ra hai con sông đến cản trở ngô miễn Còn lại tất cả đều đồng loạt xoay thân nhào về phía cương minh Nhìn tư thế này Xem ra là mạng mình có thể bỏ Nhưng đại thái tử của yêu sơn nhất định phải chết có điều chuyện khiến bọn chúng càng không ngờ được chính là Ngô miễn thế mà cũng không mang đến sống chết của bản thân Nam nhân tóc bạc làm như không nhìn thấy có yêu quái đã đến trước mặt một lần nữa Lặp lại động tác vừa rồi Về lỗ yêu quái đã lao đến chỗ cường minh Một mặt huyết quang chợt lóe mấy con yêu quái kia liền bị chém thành hai nửa Ngã xuống vũng máu Mà hai con yêu quái lao vào ngô miễn Cũng không có kết cục tốt đẹp gì Yêu khí trong tay bọn chúng Đã tiếp xúc với da thịt nam nhân tóc bạc Mắt thấy Chỉ cần đâm sâu thêm mấy phân nữa Là sẽ chọc ra vài cái lỗ thủng trên người y bất chợt Một luồng sức mạnh cực kỳ lớn Theo khiêu khí trong tay hai con yêu quái Truyền vào cơ thể chúng Còn chưa kìm cảm giác được đau đớn Thân thể đang đổ mạnh Từ trong ra ngoài Hai con yêu quái nhanh bắt Biến thành từng bảng máu thịt bay nhảy Rơi đầy xuống đất Lúc này Bạch Cường đã lao tới chỗ cường binh Đại yêu xem xét thương thế của đại thái tử Rồi quay lại Lắc đầu nó với ngô miễn Hắn không xong rồi Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng Cường Minh Vốn đã mất đi ý thức Đột nhiên có chi giác trở lại Trông thấy Bách Cường ngồi xồm trước mặt mình Hắn vận dụng hết sức lực toàn thân Điều lấy cổ tay đại yêu Miệng không ngừng theo thảo mấy chữ Cứu ta Cứu ta Cậu xin ngươi Cứu ta đi mà Thấy ý chí cầu sinh của Cường Minh mãnh liệt như vậy Trịnh Bạch Cường cũng không ngờ Hắn liền thi triển yêu pháp Điểm vào mấy mạch máu quanh miệng vết thương Tạm thời là máu ngưng chảy Rồi mới ghi cách trị thương cho đại thái tử Có điều trong lòng Bách Cương Cũng không cho rằng Có thể cứu sống Cương Minh Hiện tại hắn chỉ đang làm hết sức mình mà thôi Đề phòng sau đó Đưa thi thể Cương Minh về yêu sơn Yêu vương sẽ tự tính mạng vết thương Mà phan đoán rằng Lúc ấy Bách Cương ở ngay bên cạnh Mà không kịp thời chữa trị trong khi Bách Cường chưa chỉ cho Cương Minh Đám tiểu nhị bây giờ đã phản ứng lại La to một trận Rồi nhao nhào chạy ra cầu thang Muốn trốn xuống dưới Bọn họ đang chen trúc ở đầu cầu thang Lên không được xuống không xong Từ dưới cầu thang bất chợt Chuyển lên một giọng nói Mang theo yêu khí Tất cả cùng sông lên Một người cũng không giữ lại Tiếng nói vừa dứt Lệ thấy đám tiểu nhị chen trúc ở đầu cầu thang liên tiếp kêu lên đầy thảm thiết Bọn họ thế mà Đều bị đám yêu quái từ phía dưới sông lên Chém giết chết tươi Chào lông sự chú ý của ngô miễn Và ba con yêu quái Đều dồn về phía cầu thang Bên ngoài cửa sổ Lại có mười mấy bong đen vọt vào Mười mấy bong đen này An vận giống hệt đám yêu quái lúc đầu Có thể là trông thấy đồng bọn vừa rồi thất thủ ra sao Bọn chúng vừa xuất hiện đã xông lên tấn công tất cả những người và yêu có mặt tại đây. Ngay cả bách vô cầu và nhóc nhậm tam khi nãy, không ai động chạm, giờ cũng bị cuốn vào. Thấy bách vô cầu và nhóc nhậm tam đã lẫn lộn vào đám yêu quái, ngồi bên hơi cao mày chưa vừa rồi rất dễ ngộ thương đến hai đứa nó. Thế là y dứt khoát, thu lại tham lăng, và dùng sức mạnh hạt giống rót vào hai tay y dựa vào đôi tay của mình hòa lẫn vào đám yêu quái chỉ cần yêu quái bị hai tay ngô miễn chạm vào là ngay lập tức tự phát nổ không một ngoại lệ ngô miễn tuy rằng giết rất ngoan cường Nhưng lúc này từ bên ngoài cửa sổ và cả dưới cầu thang vẫn ổ ạt không ngừng có yêu quái xông đến đám yêu quái cứ như vô cùng vô tận đợt này còn chưa giết xong đã có đợt khác tiếp tục nhào đến trước mặt ngô miễn và bách cương lúc này bách vô cờ và nhóc nhớp tam đã rút lui về bên cạnh quy bất quy Đã hồn mê bất tỉnh Hai con yêu quái chung đó Dùng thân mình che chắn bảo vệ cho ông già Bạch vô cầu thực lực yêu nhất Trên người đã xuất hiện khá nhiều vết thương Nếu không nhờ mọi người Mấy lần về kịp ra tay bảo vệ E là Hiện tại trên người tên thô lỗ Đã có thêm mấy vết thương chí mạng rồi Chỉ mất thời gian Ăn nửa bữa cơm Cả tầng hai đã dày đặc toàn là tàn thi của yêu quái Ngay cả chỗ đặt chân cũng không có Có điều dù là vậy Làn sóng yêu quái từ bên ngoài ùa vào Vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt Từ cửa sổ và cầu thang Vẫn không ngừng có thêm vô số yêu quái xông vào Cả người đi theo ta Ta mở được Bạch cược bọc hậu Ngô miễn giết đến phát phiền Đột nhiên nói một câu Sau đó quay đầu di chuyển về phía cửa sổ Bạch Cường và Bách Vô Cầu chia nhau cõng Cương Minh và Quy Bất Quy đã bất tỉnh lên theo sát Ngô Miễn, còn nam nhân tóc bạc mở đường gần như là không có gì có thể cản được bước bọn họ, không thể để bọn họ ra ngoài, tất cả tấn công. Nhìn thấy nếu không còn bị không gian cố định hạn chế, thì gần như không còn khả năng giết được Cương Minh. Do nó mang theo yêu khí vừa rồi, lại tiếp tục hô lên, bất kể là ai. Giết phải một người anh em khác Cũng không coi là uổng phí Bất kể là ai Giết đi Mấy câu này vừa nói ra Đáp yêu quái vốn chỉ dám vờn quanh ngô miễn và bách cương liền bắt đầu ra tay với cả bách vô cầu và nhóc nhậm tam trong nhân sâm thì còn đỡ Giờ vào ngón nghề độn thổ Và thuật pháp được quy bất quy truyền thụ Cũng không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng bách vô cầu Lại có chút phiền toái theo mật độ yêu quái xông đến ngày càng dày đặc Trên người hắn bây giờ Chỉ chít vết thương máu chảy đầm đìa Nếu không nhờ thân thể ra dày thịt chắc Yêu khí bình thường khó mà tổn thương được Chỉ em lúc này Hắn không chết thì cũng trọng thương Thế em trai mình bị thương Hai mắt bách cường đỏ cả lên Không đợi ngô miễn đến cứu viện Đại yêu đã cõng theo cường binh Chỉ còn lại một hơi thở Chạy đến bên cạnh bách vô cầu Đại yêu trong cơn thịnh nộ yêu lực tăng vọt lên, thế mà giết ra một đường máu, kéo bách vô cầu ra khỏi bảy yêu đồng như kiến cỏ. Có điều chính bách cương lại quên mất vì thái tử mình đang cõng trên lưng, lại đúng là mục tiêu của đám thích khách yêu quái. tuy tạm thời mở được một đường máu, nhưng làm vậy ngược lại thu hút bảy yêu quái đều tập trung hết vào chính mình, lại bắt đầu có từng đợt yêu quái nối tiếp nhau lao về phía hai anh em bách vô cầu và bách cương. Chỉ trong chốc lát trên người Bách Cương cũng đã xuất hiện vết thương Mà ngô miễn ở phía trước giết yêu thành nghiện Dường như giết đỏ mắt rồi Cũng quên luôn với con yêu quái phía sau Đồng lộc Bách Cương đang định mở miệng gọi nam nhân tóc bạc trở lại Bách vô cầu trên người đầy dẫy vết thương Đột nhiên cổ quái cười một tiếng Nó với ngô miễn Nhất định phải đánh thức ta sao Mẹ con tiểu yêu thôi mà Người cũng muốn ta đích thân xử lý Chuyện của mình Thì tự đi mà làm Đừng có làm phiền người khác Ngồi bên cũng không quay đầu lại Mà đáp Bọn chúng lại không phải nhắm vào ta Mắc mơ gì phải lôi ta vào Thật không biết tử phúc Thầy người tốt chỗ nào nữa Bách vô cầu hơi cười một chút Quay đầu nói với Bách Cương Đã sững sờ nhìn mình Tình thế này Mà người thất thần là mất luôn mạng đấy Bách Kiều không nói với người sao Vừa nói chuyện Bạch vô cầu đã đưa tay Điểm mơ cái về phía sau lưng Bạch Cương liền thấy Có bốn năm con yêu quái Đang chuẩn bị xuống tay với đại yêu Lập tức nổ thành vô số mảnh thịt vụn Bạch Kiều chính là phụ thân Của hai anh em họ Bách Nghe thấy thằng em trai này Vậy mà dám gọi tên hiệu úy Của lão cha nhà mình Bạch Cường lắp bắp hỏi Là... là ngươi sao? Phải Bách vô cầu ngáp một cái Tiếp tục trả lời Ta là Bách vô cầu Hết chương 43 Chương 44 Mắt lòa và trọng thương Sau khi cơ thể bách vô cầu Xảy ra biến hóa Đạm yêu qua kia vẫn tiếp tục Liều chết nhào vào chỗ hắn và bách cương Liên tiếp điểm tay nổ chết Bày tám đợt yêu quái Sang mặt bách vô cầu lộ vẻ kiên nhẫn Hắn thả quy bất quy Đang cõng trên lưng xuống rồi quay ra Nói với bảy yêu vật Nhiều không kể xiết trước mặt Mạng của yêu Cũng chỉ có một lần Ta cho các ngươi thêm một cơ hội Nếu bây giờ rút lui Thì ta sẽ coi như Chưa có chuyện gì xảy ra Được bằng các ngươi còn tiếp tục ngang bướng hồ đồ Vậy thì đời này của các ngươi Coi như kết thúc tại đây Toàn bộ tầng 2 Đều là tiếng hô hào giết chóc Của đám yêu quái không một ai xem hắn ra gì thời lời khuyên can của mình bị đáp yêu quái lằng nhằng coi như tiếng đánh rắm sang mặt bách vô cầu xa sầm lại sau đó vươn hai tay đặt lên vai bách cường và nhóc nhầm tam đồng thời trong miệng phát ra âm thanh như tiếng chim hót thú kêu cùng lúc âm thanh này phát ra bà yêu quái trên tầng hai giống như chúng phải phép định thân tên nào tên ấy Được yên tại chỗ không nhúc nhích nếu không phải mấy người ngô miễn bách vô cầu Còn vẫn đang cử động tự nhiên Thoàn điên tình cảnh cứ như thời gian đang ngưng động lại Ta đã cho các người cơ hội Sau khi dứt trang tiếng kêu Bách vô cầu khẽ thở dài Cùng lúc mấy chư thốt ra khỏi miệng Đám yêu quái đồng vô số kể Đột nhiên bắt đầu tự nổ tung Trong bốn cây chớp mắt Toàn bộ tầng hai tiểu lầu Đã đỏ quạch màu máu khắp nơi Đầy dãy xương thịt tan nát của loài yêu Rốt cuộc là bách vô cầu Đối phó yêu quái thật sự là rất thuận tay Ngồi bên quay đầu lại Lạnh lùng liếc nhìn bách vô cầu Còn đang thở ngắn than dài Tiếp tục nói Nhà lúc này tự giới thiệu một chút đi Tuy rằng đều là bách vô cầu Nhưng một trong số đó Vẫn phải kêu quy bất quy một tiếng trà Bạch vô cầu, ta đây mà gọi, lao ra kia cũng dám đáp đấy. Bạch vô cầu khẽ mỉm cười, sau đó trên mặt lại lộ ra sắc thái mệt mỏi. Hắn ngáp một cái rồi nói tiếp. Còn nhớ lời ta từng nói với ngươi không? Người cũng đừng xem thường Bạch vô cầu kia. Ta với hắn dùng chung một thân thể, chứng tỏ Bạch vô cầu kia cũng không đơn giản đâu. Nói đến đây, Bạch vô cầu lại liên tiếp ngáp hai ba cái nữa hắn vừa ngáp dài vừa phải tay nó với ngô miễn à, à, à. ta về nghỉ ngơi đây không có việc gì thì đừng quấy rầy ta à cũng không cần phải lo cho quy bất quy ông già có thân thể trường sinh bất lão có bị chúng đập và thọ thương nhất thời câu xe hồi phục như cũ nhanh thôi nói xong trước cuối cùng thân thể bách vô cầu nghiêng sang một bên ngà lăn cụ xuống sàn nhà đâm máu Tiếp theo liền đổi lại ngữ điệu Mà Ngô Miễn và nhóc nhậm tam đã rất quen À Vừa rồi kẻ nào Ám toán ông đây đây Sao ông đây lại chảy máu nhiều như vậy chứ Thế thì còn sống thế nào được nữa Bạch vô cầu vừa nói Vừa nhặt dưới sàn nhà lên Một thanh yêu khí khỏi bên do con yêu quái nào để lại Tình cảnh thế này Ai trông thấy đều tưởng là bạch vô cầu Chịu kinh hái quá độ Trong lúc nhất thời không chấp nhận nổi chuẩn bị tự sát có điều không ai ngờ rằng còn yêu quái này thêm mà lại giờ yêu khi lên nhắm vào cổ quy bất quy mà chém xuống cây đầu nào mà phải chịu một nhát chém này nhất định là khó giữ nổi cho dù ông già có thân thể trường sinh bất lão thì cũng không đỡ nổi một đau mà thấy bạch vô cầu giơ tay lên chuẩn bị chém một nhát tiễn quy bất quy lên đường Nhóc nhậm tam đột nhiên lao lên ôm đùi hắn Gân cổ ngào lên Cháu trai kia không phải máu của ngươi đâu Nhìn kỹ lại đi Cho dù là yêu cũng không chảy được nhiều máu như vậy Đây đều là máu của đám thích khách vừa rồi Người lại không uh, phải tra bọn chúng Không khép tội ngươi Lâu này bác vô cầu mới phản ứng lại Đi lại cơ thể mình Chỉ có một ít vết thương ngoài da cũng đã ngừng chảy máu Thầy đà không còn yêu quái sông lên nữa bây giờ bách cương rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm thở ra có điều lúc này cương minh và Quý bất quy vẫn đang bị thương nặng mấy người ngô miễn bách cương lập tức ẩn thân nhanh chóng đưa hai người trở về quán trọ thường thay tòa tiểu lầu hai tầng này mới khai trường chưa được mấy ngày đã rơi vào kết cục như vậy trở về quán trọ ngô miễn và bách cương không kinh động đến trường quầy và tiểu nhị Lặng lặng đi về gian phòng khách của hai người hai yêu đặt quy bất quy và cương binh vẫn lâm vào hôn mê sâu lên giường đại yêu cẩn thận xem xét một hồi nhận ra quy bất quy chúng phải khói chọc ma bắt nguồn từ yêu sơn thứ này là am khí có từ giai đoạn yêu sơn vẫn chưa thông nhất các bộ tộc còn đang tranh chấp lẫn nhau có điều từ sau khi yêu vương thống nhất bảy yêu Loài khói độc chọc ma này Ngày càng hiếm gặp Suốt trăm ngàn năm nay Hầu như chưa từng tái xuất Không ngờ đến hôm nay Lại có mặt ở nhân gian Làm quy bất quy Ăn một vố lỗ nặng Khói chọc ma tuy rằng rất độc Nhưng dâu sao cũng chỉ là thứ mà bảy yêu sử dụng Để tranh đấu lẫn nhau Chứ không phải chuyên dùng để đối phó con người Lại thêm quy bất quy có thân thể trường sinh bất lão Ông già tuyệt đối Sẽ không có mệnh hệ gì Bạch Cường lập tức Tìm máu dê cho quy bất quy uống Kế đó lại dùng máu đồng tử Giở mắt cho ông già Kiên trì đến tận đêm khuya Quy bất quy đột nhiên Ui ra một tiếng Nằm trên giường trở mình Nôn ra một ngụm máu bầm đen Phun ra được ngụm máu này Sao mặt ông già tốt lên rất nhiều Nằm yên một lúc lâu Lấy lại tinh thần Bây giờ mới mở miệng nói Đã từ tiểu lâu trở về rồi sao Con trai ngốc Người không sao chứ Ngay thấy quý Bất quý vừa mở miệng đánh nhắc mình ngay Tên thô Lô đã một tiếng nói Không phải ông đây đang ở trước mặt đây sao Ông già cha vừa mở mắt Mà đến con trai mình Cũng không nhận ra hả à, Nếu thấy được người Thì ông già ta Còn lắm lời làm cái gì Lúc này Quy Bất Quy ngẩng đầu lên Mấy người và yêu xung quanh Đều trông thấy trong mắt ông già Bị phủ lên một thứ gì đó vàng vàng như sáp Ngoài trừ lớp sáp này Còn người của ông già hình như Cũng không chuyển động được Nhìn cái gì cũng phải quay đầu vì hướng đó Thấy rằng vẻ Quy Bất Quy như vậy Bách vô cầu lập tức quay sang hỏi đại ca của mình Bạch Cương Chả chúng ta bị làm sao vậy không phải nói là không có gì nghiêm trọng sao Ta nói là không chết được Bạch Cường cũng không rảnh Để bắt bẻ lôi sai trong lời nói của em trai mình Hắn cúi xuống lật bí mắt ông giả lên Tỉ mỉ nhìn một lúc rồi nói Khói chọc ma Đã làm bỏng mảng mắt của quê bất Quý bất quy Có điều ông ta Là người trường sinh bất lão Không bất bao lâu nữa sẽ tự khỏi thôi So sánh với bất Quý bất quy Tình trạng của cương minh có thể coi là có chút phiền phức Thái tử yêu Sơn vừa rồi Đã có một lần ngưng tim Để khi Bách Cương cho rằng hắn chết rồi Thì thông qua lỗ thủng xuyên thấu trên ngực Lại trông thấy trái tim bên trong Một lần nữa nhảy lên Tuy rằng cương minh không chết Nhưng thường thế thật sự quá nặng So với đã chết Thì cũng chẳng khác biệt là mấy Chỉ là ý chí sinh tồn của hắn thật sự quá mạnh Đã đến mức đó rồi mà vẫn căn răng gắn gượng Được đến giờ này Nếu cương bình không chết Bạch cường đương nhiên Phải nghĩ cách cứu sống hắn Đại yêu sử dụng hết các biện pháp Mình có thể nghĩ ra Cương mình nằm lại quán trọ ước chừng một tháng Miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại Lô thùng xuyên thấu to như miệng chén rốt cuộc Chậm dài khép miệng liền ra Trong một tháng cương Minh nằm dưỡng thương Đạp yêu quái hành thích thái tử có thể là e sợ thần thông của bách vô cầu Không còn tìm đến quấy van nữa Có điều quy bất quy thì vẫn y như vậy vết thường trên đôi mắt Không có dấu hiệu chuyển biến tốt lên Lâm bàng sáp trên mắt Cũng không tiêu biến Bách cương nhìn mà cũng không biết thế nào Một tháng sau Cơ mình rốt cuộc từ từ hồi tỉnh Trông thấy Bách Cường hầu hạ bên cạnh mình Phản ứng hồi lâu Mới nhớ lại chuyện xảy ra Buổi tối hôm đó bên mình nhặt lại được cái mạng liền cảm thấy may mắn vô cùng có điều vì thái tử yêu sơn này tuy đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn vô cùng suy yếu đừng nói là xuống giường ngay cả tiêu tiểu cũng không khống chế được đều phải do bách cường thay hắn lau dọn rửa ráy trong thời gian này bách cường có viết thư kể lại chuyện xảy ra giao cho thuộc hạ thân tín đích thân gửi về cho yêu vương Đi qua một tháng rồi Và không thấy yêu vương hồi âm Xem tình thế có lẽ Là lão yêu vương ở yêu sơn Đã bắt đầu có hành động rồi Vô gì theo ý Bách Cương Hàn muốn để Cương Minh ở lại quán trọ Tinh dưỡng thêm một thời gian nữa Có điều đại thái tử lo lắng Bởi vì huynh trưởng của mình Tiếp theo lại bày thêm độc thủ gì nữa Nói thế nào Cũng không dám tiếp tục ở lại đây Hết cách Bạch Cường chỉ có thể đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy Thương lượng chuyện tiếp tục lên đường trở về Yêu Sơn Hết trường 44 Trường 45 Lên đường Không ngờ chỉ vì một bước cơm Mà Quý Bất Quy biến thành người mù Đại Thái tử Yêu Sơn Cương Minh Thì đi tòng được cái mạng Sau khi ấn định ngày lên đường Bạch Cường triệu hồi tất cả thủ hạ của mình Đang trả trộn trong nhân gian trở về những yêu quái này đều là thám tử Được hắn phai đi các nơi Thu thập tin tình báo Vốn gì không thể có hành động thiếu suy nghĩ Có điều với tình hình hiện tại Cũng không lo được nhiều như thế Ba ngày sau Ước chừng hơn 200 yêu quái thủ hạ của Bách Cương Đã tập kết bên ngoài thành Thầy đồng đảo thủ hạ đều đã đến Đại yêu ít nhiều mới thấy vững giả dạ hơn Nếu lại phát sinh biến cố Như ở tiểu lầu lần trước có nhiều thủ hạ làm lá chắn như vậy Hàn cũng có thể tịp thời Đưa cường mình chạy thoát thân Bởi vì số lượng quá nhiều Trình độ yêu pháp của đám yêu quái thủ hạ Cũng không đồng đều Không thể khiến toàn bộ đội ngũ Ẩn thân âm thầm đi theo Bạch Cường liền cho bọn chúng Giả dà dàng thành binh lính đại tùy Đại yêu còn quỷ tạo Một tờ công văn đổi quân Có chữ ký của thượng thư lệnh Những binh lính này Đều trở thành quan quân Đi chân giữ thổ phồn Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy mọi chuyện Bạch Cương sai thủ hạ Hết sức cẩn thận Đâng thái tử cương minh Không thể cử động được lên xe ngựa Cùng ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái ngồi trên một cỗ xe khác Cùng khởi hành đi về yêu sơn Lâu này Dương Lâm đang cho điều động binh mã khắp nơi Chuẩn bị chinh phạt quá cương quân một lần nữa đội ngũ hơn 200 người này Đi lại rình răng Cũng không khiến người khác hoài nghi Mà hai cốt xe ngựa của Ngô Miễn và Cương Binh Thì mạo danh là thương nhân Bởi lúc quan binh đổi quân Mà đi theo cho an toàn Thiên hạ bây giờ Tuy đã thu về một mối Nhưng nơi nơi Vẫn còn hỗn loạn chưa yên Nhà giàu tiêu tiền mời quan binh hộ tống Cũng không phải chuyện gì mới lạ Chỉ là trên hai cốt xe ngựa Mỗi xe có một phế nhân Thì đúng là tương đối hiếm thấy Sau khi bị lòa đi hai mắt Quy bất quy không những không nói ít đi Mà còn nói nhiều hơn trước Ông già trời sinh vốn tính đang nghi Giờ không thấy đường Lại càng không dám tin ai cả Chỉ sợ có người nhân cơ hội Gây bất lợi cho mình Lên xe ngựa rồi Ông già liền lôi kéo thằng con trai nhặt nhà mình Không ngừng hỏi đủ thứ chuyện Ông trẻ của người lên xe chưa? Nhân sâm đâu? Ông giả ta không ngửi thấy mùi rượu. Thằng nhóc không lên xe hả? Sao mà không nghe thấy động tĩnh gì vậy? À, con trai ngoan người nói cho cha nghe đi. Có phải các người định để ông giả ta ở lại đây? Còn các người đều đi hộ tống cương minh về yêu sơn hay không? Cha đấy nói với người này à, Cái tên cương minh kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Lâu trước ông giả ta từng xem tướng cho hắn thằng rùa con ấy trên đầu lở loét dây chân mừng mù à, đừng đi gần hắn quá hắn đang muốn mở cơ hội lấy mạng ngươi đấy người chết rồi cha hắn cũng chỉ có thể lập hắn lên làm chữ quân yêu sơn cha người đầy bao nhiêu năm qua đều chứng kiến mấy tên hoàng đế nhân gian làm ăn thế nào có mấy người nhà chúng ta thủ bên cạnh ngươi không sợ chịu thiệt ở trong tay cương minh Con trai ngốc à người thế nào mà lại đổi tính rồi toàn để ông già ta nói còn ngươi cầm như hến thế ngươi lên đầm xe rồi ta là cương minh à, nói sao nhỉ à, thái tử cương minh ngươi xem bên kia có cái gì phá không ông già cha điên rồi đây hả không cần ông đây nữa thì cứ việc nói thẳng ra làm cái gì lại hại ông đây như thế chứ nếu không phải ông đây trốn nhanh thì vừa rồi đã đi đời cùng với đám thủ hạ bách cương rồi bạch cương người làm gì đây buộc ông già ta ra đó là cha của chúng ta mà vừa rồi không phải nhắm vào ngươi Người đi cho một lão già mù làm gì chứ để mặt ông đây đi không để mặt ông đây cũng phải cho mẹ chúng ta chút mặt mũi chứ nói thế nào cũng là mẹ chúng ta hầu hạ ông già mới sinh ra hai anh em chúng ta ông già cha chạy mau đi Bạch cương điên rồi Quỷ bất quy lên nhầm xe ngựa của cương minh cao tài thái tử yêu sơn mang hắn nửa ngày trời cuối cùng còn định giết người diệt khẩu lại đánh chật phá không trực tiếp tiên năm sáu chục thủ hạ của bách cương đi đời nhà ma cộng thêm lời khuyên can của bách vô cầu đại yêu liền một hai đòi sống chết với ông già một phen trò cười này cuối cùng kết thúc bằng một câu nói của ngô miễn Cả người nỗ lực thêm chút nữa Chết hết rồi ta cũng khỏi cần đi yêu Sơn Bạch vô cầu người buông tay ra Ông giả cương mình ở phía bên trái ông đấy Ra tay đi Bạch vô cầu vương huynh Vừa rồi quy tiên sinh đùa với chúng ta thôi Mọi người đừng coi là thật Ngồi bên nói xong Thì cương minh cũng mỉm cười tiếp lời Nói về phía tên thổ lỗ Bạch vương huynh Nhờ người đưa quy tiên sinh trở lại xe ngựa của mình đi Quy tiên sinh Cường mình hiểu rõ ngài vừa rồi Là đang âm thầm chỉ điểm săn dạy Xin lao nhân ra ngài yên tâm Cường mình nhất định Làm tốt bổn phận bề tôi Không dám tơ tư tưởng Nhàm ngó đến ngôi vị yêu vương Rốt cuộc Chính là đại thái tử Ông già ta mới nói một chút Mà đã hiểu hết cả rồi quý bất quy cười khà khà cũng không chờ bách vô cầu lại đây đỡ mình xuống ông già đã tự lần mò sờ soạn vịn càng xe đi xuống trong miệng còn lẩm bẩm nói không ngừng Nhân sâm vừa rồi ông ta ra uh, nghe thấy ngươi ở dưới gầm xe bộ miệng cười vui lắm đấy thấy ông già ta mù mắt không thấy đường đến cả ngươi cũng khi dễ ông già ta hả Mà thấy sắp sửa lên đường mà còn bị trò hề này phá bĩnh trong lòng Bách Cương giận Nhưng lại chẳng nói được gì Chỉ đang thương cho mấy chục thù hạ kia Lúc trước hắn ở Yêu Sơn Ngàn trọn vạn tuyển Mới lựa ra được hơn 200 yêu quái này Hiện tại mới đó đã bị quy bất quy Xử lý hết một phần tư Muốn một lần nữa Về Yêu Sơn Tuyển bổ sung năm chục thù hạ nữa Gần như là chuyện không có khả năng hoàn thành Bài cương nghiên giang nghiên lợi Nuốt cục tức vào bụng chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra Sai phái thủ hạ Bắt đầu lên đường tiến về yêu sơn Sau khi đội ngũ khởi hành Dọc đường đi gần như Không gặp phải trở ngại gì Tất cả các trạm kiểm soát Để thấy công văn đội quân của thượng thư lệnh Thì đều không làm khó bọn họ Thẳng đến một ngày Hai cô xe ngựa và đội ngũ Trăm rưỡi con yêu quái Đi qua địa phận Hà Nam Đến một trạm kiểm soát Ở phụ cận Lạc Dương thì bị đô úy dân binh ngăn lại Vì đô úy đại nhân này Đọc xong công văn đổi quân giả mạo của Bách Cương liền trực tiếp xé nát tờ giấy Quân lệnh của Kháo Sơn Vương Toàn bộ lính tráng trong địa phận Hà Nam Đều phải tập kết Chuẩn bị lần thứ hai Công đánh núi Ngoã Cương May cho các người Từ mấy địa phương nhỏ bé và lúc tới Nơi này là Hà Nam Không như mấy chỗ hoàng vũ các người phải đi để lúc đó lập được chiến công Hoàng đế sẽ trọng thưởng Đồ ý vừa nói chuyện Vừa xoay người kinh cẩn Đăng quân lệnh của Kháo Sơn Vương ra Thầy Bạch Cường vẫn không nhúc nhích Đồ ý cho rằng Tên hiệu ý dân đội này Bị dọa sợ ngây người rồi liền nói tiếp Đây là quân lệnh của Kháo Sơn Vương Tất cả các ngươi đều phải ở lại đây Đợi đến khi tập hợp đủ Một binh rồi Tài xe dẫn các người đi gặp lão nhân ra ngày ấy Còn đơn gây ra đó làm cái gì Dẫn theo đồ ngốc của các người Ra phía sau chờ ăn cơm Trước ngày hội quân Ăn được hai bữa Là các người có phúc đấy Trưa này tế đại nhà Ăn bánh bột uống Đồ ý nọ còn chưa nói dứt lời Bạch Cường đã rút đào bên hông ra Vùng lên Chém người thành hai nửa bà bốn trạm bình lính đi theo đồ úy còn chưa kịp phản ứng lại, trạm rơi con yêu quái sau lưng bách Cương đã đồng loạt nhào lên. đám yêu quái này đều đã được huấn luyện kỹ càng, ra tay với quân sĩ loài người chỉ công kích vào chỗ yếu hại, chỉ dùng một chiêu xử lý xong một quân tùy rồi lập tức nhắm đến quân tùy thứ hai. bà bốn trạm bình lính này thậm chí còn chưa kịp kêu to đã lần lượt táng mạng trong tay yêu quái. Ngồi bên ngồi ở xe ngựa đằng trước Thầy mây chầm quân tùy cứ như vậy Không tiếng động chết đi Cơ thịt trên khoe mắt Tuy rằng không khống chết được Mà giật lên vài cái Có điều nam nhân tóc bạc Vẫn chấp nhận nhịn xuống Không ngăn cản đám yêu quái xuống tay giết người Quyền bất quy ngồi bên cạnh Đứng nhóc nhậm tam kể lại Cũng vừa hiểu vừa rồi Đã có chuyện gì xảy ra Ông già cười khà khà một tiếng Quay mặt về phía ngô miễn nói <laughs> Chỉ có thể trách viên quan nọ Tự tìm chết thôi Nếu bọn chúng ăn gầy Hay làm nhục thi thể Lộc đo người chút giận cũng không muộn Ngô miễn cười lành một tiếng Mặc kệ lời quy bất quy Nằm đẹp tóc bạc thê cương bình Ở xe ngựa đối diện Gọi bách cương lại gần Không biết đang dặn dò chuyện gì Một lát sau Đại yêu cao mày quay trở lại Nói với đám thù hạ Thái tử Cương minh có lệnh Chúng ta tạm hoãn hành trình trở về yêu sơn Trước tiên ở lại đây Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút Khi nào xuất phát Thái tử Điện Hạ sẽ thông báo sau Đời này sắp sửa biến thành chiến trường Điện Hạ lại bảo chúng ta nghỉ lại đây Trong đám thủ hạ của Bách Cương Có một tiểu đồng mục Đứng dậy nói với đại yêu Đẹp đời này trở thành chiến trường Hai bên dễ Đều phải có mấy chục vạn đại quân cho dù chúng ta còn là tán tiên Thì cũng khó mà giữ được mạng Mong đại thông lĩnh bấm với điện hạ Quyết định khởi hành cho sớm đi Hết trường thứ 45 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Quy bất quy Có phải là bị thương thật hay không Ai là người gây hại cho quy bất quy Và cương minh Đây liệu có phải là một vở diễn Mà hai người đang diễn cho nhau xem đó là cương minh và quy bất quy. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.